Vậy thì năm nay là cái đó có lớp trên không chứ đâu? Vậy lúc dưới á. Ok, cái này hôm bữa có đổ móng ở dưới không chị? Có. Cái có này hả? Đổ móng ở trên luôn á. Vậy ngày mai chị mà sao đập nổi? Này nè, đập cái trên này nè. Ờ, à, chị gì năm đập á hả? Không, chắc mai em với Trinh đập. Là làm hộ anh hai cho lẹ nó xong nữa, mình có tắm rửa rồi chứ không ngày tắm bụi không à. À, là hôm bữa giờ tắm ở ngoài không? Dạ, hôm nay anh tắm ở ngoài không à. À. Đội nhà anh hai thì cũng kỳ, ổng anh rể cũng kỳ. Cái mình ra bên đây vậy? Trong phép gì đâu. À, cái bức tường này hình như nó cũng dễ mà nó nghiêng nghiêng sẵn rồi. Nó hơi bị ngã rồi đó. Đập cái đầu. Ờ, cái này cái bố bự đập, đền bà là cũng được. À. Mà em thấy dưới phía sau là từ lúc nào mà nó nổi cái ngay gốc me mà nó nổi mà cái bông trắng trắng rồi chị. À. Cái này là em để ý nốt, em để ý này là 4 ngày đó. Bữa anh cúng vậy không? Không, từ bữa anh cúng không có mà nay 4 ngày, 4 5 ngày rồi em đốt ngang sau nó nổi từ từ lên nó nốt. Cái bụi hồi đó giờ nó không có nổi. Hồi đó giờ không có nổi. Hồi đó giờ đâu có đâu ta. Nè, bữa hổm anh đốt thì nha, anh cầm chỗ này nè, nhớ không? À. Bữa anh cầm cái này tự nhiên lên đó luôn. Tao nhớ cầm bữa mà mình mà bữa trước anh nhái á. Ừ. Anh cầm cái bữa sau thấy nó nổi mèo mèo lên chứ. Dạ. À, tới nay này nó bự bự càng mà càng mà em nghĩ cái này là cái điểm lành chứ không phải là điểm xấu đâu. Bông như bông á. À, tại cái bông. Em nói bác Út đốt ngàn hai xong nó lên bông luôn rồi mẹ. Nhưng mà cái này cái bông màu trắng chứ không phải là màu khác. Màu trắng. Không có nổi. Màu trắng là màu tốt á. Hồi đó giờ đâu có nổi đâu. Từ bữa anh đốt ngang dạ, bữa sau bữa mừng đêm á, bữa đêm nó có đúng không? Cái này đâu phải núm mèo đâu anh nốt. Không, cái này như nó cái gì không có lợi gì luôn. Hình như nghe cái mùi thơm á. Ừ, thơm. Cái này nó nghe mùi thơm nè. Dạ ha. Núm mèo là nó màu vàng vàng, còn cái này màu trắng bách nè. Núm mèo màu đen. Màu đen ha. Nó núm ở trong nhà, nổi trong nhà em cũng màu đen đó kìa, đâu có màu trắng đâu. Cái màu đó giờ nó nổi đâu. À, mà trên đây cái máy che ngay đây là nó phước rồi, nó che ngay đây rồi. Mà sao ở đây nó nổi nè. À, đâu có nước nhiễu ở đây đâu mà sao nó lên hay quá. Dọn mà ra mà nhớ không? Nó luôn đó. À, sao độc chiêu quá. Sao lạ quá ha. Nó mọi nói đẹp ha. Nè anh, chị có mùi thơm thơm à. Ờ, cái mùi nó thơm thoảng thoảng. Nó giống như cái bông lài vậy đó. À, mà cái này xong rồi nó thơm mùi ngộ quá ta. Không biết luôn. Tại bữa hổm anh có cầm một cây nhang chỗ này nè, ngay cái này một cây nhang. Ngay cái này một cây nè, nhớ không? Con giờ hình mấy con đó. Ừ, anh đụng vô sờ nó. Không không được bình thường. Bữa anh có cầm cái này nhớ không? Bữa trước á nhớ không? Anh sao ngộ quá ta. Cầm nhang lên đó, lên bấm bấm tới này luôn, tới này lên bự luôn á. Ừ, bữa hổm cầm cái này một cây. Nó ngay chỗ đó luôn á. Anh banh nhà thử anh nút, em không dám đụng. Không có gì đâu, mình ra nè. Nó mềm không? Nó hơi cứng nhắc à, như đá hả? Như đá vậy, thử rồi, thử rồi. Cứng như đá rồi đó. Thôi em không dám đụng, em còn yếu. Có gì đâu. Còn yếu không dám đụng. Đẹp ha. Nó có mùi thơm ngộ á. Hôm bữa là chị phát hiện cái bông này mấy ngày rồi? Nay cũng 4-5 ngày rồi đó, tới bữa anh đốt tới nay đó. Ừ, đốt cái này nó có luôn á. Nó có cái bông chứ, đó giờ đâu có mọc đâu. À. Cái này cũng điềm lành đó chứ không ấy đâu. Điềm lành hả? Nãy chị chạy vô chị nói em đó. Dạ. Cái sao mà gốc me từ bữa mình anh đốt đốt nhang cái về cái nó nổi lên cái núm mà. Nó không phải như cái núm thì nó đen, núm me thì nó đen. Còn sao mà cái này nó trắng y như cái bông vậy đó. Dạ, mà à. Cái, chị hửi nghe cái mùi nó thơm thơm. Thơm giống mùi bông lại. Đó Phương Nguyễn, tốt lắm đó. Quá đẹp luôn à. Cái thơm như một bông lài vậy đó. Đâu chị hử thử coi. Đó, thơm lắm chị. Đúng không chị? À. Đó. Ủa đó nó cắm hàng đó đó. Có đêm làm. Em chưa dám đụng, em còn yếu. Cái clip trước còn mà. Nước nhiễu. Cái clip trước cắm nhang cái đó còn. Dạ đúng rồi. Cái clip hôm bữa em quay ra đây nè. Cắm nhang còn dạo. Y như cái bông. Đúng rồi. Đúng lắm rồi, đúng này nha. 2-3 năm rồi đó mà không có đó. Con mới chuẩn bị giàu rồi đó. Không biết giàu gì nha. Bảo vậy em đã đẹp không Nguyễn quay là dạ dạ anh đây đây em không còn lại em nói xa ra dặn sáng ngày thì có cơm hôm nay là ở gia đình á là cũng để cái chỗ mà cúng kiến ở đây luôn nên là cái này cũng không có tin được nhưng mà thấy nó cái điều nó lạ nên Phong cũng muốn ghi lại cho bà cô bác xem. Thật sự cô bác đi xuống thử nghe cái mùi nó mùi thơm lắm. Cái này anh nó nút anh dạch lên cho nó nút
nó đùm, nó là một đùm luôn chứ không phải một dạ, đùm dạ. Luôn dính liền luôn chứ không phải như thế. Anh nên banh banh ngửa lên để cho khán giả thấy ở dưới á. Không được, cứng lắm hả? Cứng lắm hả chị? Dạ, dạ. Trong nó mọc ra. Cái này giống núm bào ngư quá. Để coi lại cái clip bữa hổm mình đem ra chỗ đó ta. Cái clip mà bữa hổm mình cúng phim á. Ở dưới đây nó tia tia nè. Đúng rồi, ngay cái đó đó, đây mình clip nó còn. Mà ở đây cũng gốc cây cũng nhóc luôn nè, mà sao không lên? Nè. Nè. Đó ông bà của bác xem nè. Không, ở đây gốc cây cũng nhóc hết trơn luôn mà sao nó không lên, ở đây lên. Nấm nè, đâu phải chỉ cái nấm đó đâu nè, thấy không? Ở đây nữa nè. Nè nè nè, cái clip này còn nè cưng. Nè cái clip này hả? Nè, nó chưa có nè. Clip này của em luôn nè. Đâu có đâu. Nè, coi clip mà cũng chịu bán like cho em hết trơn. Hả? Đó đó. Anh em nghiêng xuống, nghiêng xuống. Đó, cái lớn. Cái này đó. Từ bữa mà mình cúng bữa đó đó. Hình như từ cái lúc mà đúng đây, đây, hết, đây nè. Hết có trái là nó nổi lên luôn. Tới bữa anh đốt nhang là tới nay á. Bữa cúng ở đây để mở cái kinh phải không chị? Mở cái kinh rồi. Ở đây là mẹ bây giờ nó lên. Để nó đốt mà em quên. Em thấy cái mâm mà em tính nói anh mà em quên đó, hồi chiều. Em quên. Chiều em thấy lạ rồi mà em không có nói. Thấy mà nói vòng vòng cái hồi quên. Mà cái này em nghĩ là điềm lành chứ không phải ấy đâu. Cái bông mà. Cái chứ cái bông nó là màu trắng chứ không phải là màu đen. Ở bên này cũng mọc mà anh đâu thấy đâu có giống đâu. Cái này là cái khác, cái này là cái heo. Cái này là như cái này là cái núm. Mọc ở trong nhà dạ. Mà cái núm màu màu bông xám. Đúng rồi. Phải trắng vậy. Chỉ có cái thau nào bè bè cái gì không? Thau bè hả? Cái thau là đẹp nha. Nó thơm thơm nha. Dạ. Nó sao lạ quá ha. Đó giờ mới thấy ra bông này luôn. Dạ. Từ hồi mà anh đốt giá tới giờ tự nhiên ra mông này chị, luôn nè. Chị đừng có bức nha. Đâu có bức đâu, mới ra là mọc đầu tiên. Coi chừng mấy đứa nhỏ nó không biết nó ấy nó. Không, không có chỗ đứa nào ở đây chứ. Từ hồi mọc tới giờ. Ăn là sao ăn á. Không biết cái này là cái gì chứ thôi. Núm gì lạ quá, đó giờ mới thấy luôn á. Không có biết loại núm gì luôn. Hồi nãy Phong quay á, nếu cô chú anh chị nào biết cái loại núm gì á, bình luận giúp cho Phong nha. Ê, cho Phong cũng muốn tò mò á, muốn biết là loại cây núm gì á. Núm này nó lạ màu trắng mà nó làm có mùi thơm. Cái chỗ này nếu mà hai cái mình thay cục gạch đấy không? Dạ, thay lại thay xu nữa ha. Mà tới cái bước đó cái ngang cho nó đẹp cho nó không? Rồi. Thì không cho ai đi bước vô trong này á. Nó hơi lịch sự một chút. Nãy sáng nãy cũng quét dọn hết trơn. Cái này cái miếng gạch hả chị? Miếng ra để đỡ đâu. Để kì. Đó. À. Mà cái miếng nó cũng đẹp ha. À, miếng nó đẹp. Anh cái này giống dễ cái đồ lo, cái đồ làm cá mà. Bậy. Cái tấm gì á? À. Cái tấm mà máng lịch đó trên tường á. À. Không phải ba nó làm cá đâu. Nắm đẹp dễ sợ lắm không? À. Anh thấy lạ muốn ghi hình hoài. Rồi thôi mình lên trên đi. Con bé này mình dưới đây luôn hả? Không lên luôn nè con. Nè, anh thấy cái phòng em làm biết tưởng không? À, nay che lại hả? Không có, tại vì cái em tính không có che. Em cũng sợ có mình tính bỏ che. Mà cái anh bánh mía, anh nói là cái ông địa là hiện tại ở đây. Người ta có đi lên xuống tay giòn ra ngó. Anh kêu em dừng. Nói chung là không có tiền thiệt luôn á. Đi mua cái này 100 ngàn. Dạ. Mà ảnh bớt cho còn được 70 nè. Là che này cho kín đáo để cho. Che này kín đáo. Trong còn nhà kêu cái nhà cái chỗ này nữa nè. Che này mà che này lại luôn. Cho quần áo. Em sẽ mai này lại. Em sẽ mai này lên khúc lên đây bớt này nè, tại nó dài đụng đất luôn. Em mai khúc lên bắt đầu em mới dừng. Dùng bít lại này. Là che bít lại cái này luôn. Dạ che bít này hả? À, cái tủ quần áo này của chị luôn hả? Tủ quần áo này của má cho tính ra ghi ngõ này bà nói để bà cho cái tủ này như gì máng đồ. Ổng có vách đầu sẵn cho mà vách này bằng cây mà nó cháy luôn. Trời
trái luôn. Cây này bằng trái luôn. Nè cây này nó trái còn giống luôn nè, thấy không? Trái rồi tụi em bỏ ra. Tủ không đây, đồ đạc đây chị cũng bỏ đây hả? Dạ nói chung này là búa dao rồi của má còn còn bỏ đây nè. Không trái dứt hết trơn em thấy không? Rồi thôi mình lên trên đi chị. Dạ lên trên lên. Để anh lấy đường một ngọt. Rồi, rồi. À, hiện tại ở ngoài cũng đang trời đổ mưa cô chú anh chị. Có mấy bữa nay dưới cho em mưa quá trời. Dạ. Này mùa mưa với bão đang vô. Đó, trời đổ mưa rất là nhiều luôn á. Thì thôi bây giờ hồi nãy thì Phong cũng đã chia sẻ một cái gốc cây á, gốc cây cổ thụ mà bữa giờ thì nó bây giờ nó lên một cái bọc núm luôn, núm nhưng mà núm rất là lạ, cái màu bông nó màu trắng á cô bác anh chị, nhưng mà nó tỏ ra một cái mùi rất là thơm luôn á. Đứng xa ở đây là cách xa khoảng 4-5 mét mà cũng nghe mùi thoang thoảng á, đó rất là lạ luôn. Thì đó giờ Phong cũng không có biết là loại núm gì nữa. Thì thôi bây giờ thì Phong cũng thu xếp chuẩn bị đi về luôn, tại bữa nay á có cái chuyến đi cùng với mà anh Út chị Út là muốn đi chung cùng với Phong cùng để đi tới mà chia sẻ niềm vui nhà dì Năm á, được sửa sang sửa một cái nhà tắm, rồi bên cạnh nó có những niềm vui là cái nhà sẽ được lợp thay tôn mới ở đây từ phía Mạnh Thường Quân là chủ doanh nghiệp bánh bía là anh Khải. Thì thôi bây giờ thì Phong Nguyễn cũng khép chương trình tại đây và chúc ông bà cô bác là một cái buổi tối ấm áp vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an và công việc luôn thành công trong cuộc sống nha. Rồi, hôm Phong Nguyễn kính chào ông bà cô bác luôn.